Thông điệp từ các đấng sáng tạo, những nhóm trợ giúp thầm lặng đằng sau sân khấu. Từ những năm 1940 đã có trên 2 tạ các nền văn minh ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất. Một số những nhóm này đã kết hợp với thế giới của các bạn một thời gian rất dài, trong khi những nhóm khác bất ngờ chiếm sự chú ý của các bạn sau những vụ nổ bom hạt nhân đầu tiên trong những năm 1940. Do bởi chính sách không can thiệp vẫn tồn tại bất chấp những sự an bài thần thánh. Có nhiều nhóm không muốn được biết đến. Phần lớn những chủng tộc này là nhân từ, tốt bụng và yêu thương. Các bạn có một vài nhóm và lựa chọn cẩn thận một số lượng nhỏ những kênh kết nối trên trái đất để có một sự kết nối trực tiếp với loài người, nhưng họ vẫn mong muốn giữ bí mật tương đối. Các bạn phải hiểu là các bạn yêu dấu trong các thế giới cao hơn. Ý tưởng của bạn ngạ là hầu như không thích hợp. Không ai trong chúng tôi cần sự thừa nhận hay danh tiếng. Nhận thức của chúng tôi về bản thân là rất khác với nhận thức của các bạn về bản thân mình. Sẽ thật buồn cười đối với chúng tôi khi muốn sự ca ngợi lớn hơn, hoặc sẽ có thể là sự tai tiếng. Các bạn có thể nói, sử dụng một ý tưởng rất đơn giản là chúng tôi có tất cả mọi thứ chúng tôi muốn vào mọi lúc một cách liên tục. Bởi vì chúng tôi có sự hiểu biết về sự nhất thể của chúng tôi với Thượng Đế của chúng ta. Điều gì chúng tôi có thể muốn khi chúng tôi là một với tất cả sự sống? Điều duy nhất còn thiếu là sự kiện hay một số khía cạnh của cái tôi duy nhất của chúng tôi vẫn đang ngủ, đang mơ mộng, là họ sống trong sự chia rẽ và nỗi sợ hãi. Nó mang cho chúng tôi niềm vui lớn khi một phần cái tôi của chúng tôi thức tỉnh và nhớ lại tỉnh bất diệt. Điều này là mục đích thực sự của chúng tôi trong việc kết nối với các người nhận thông điệp trên trái đất để giúp các bạn thức tỉnh trong cách thích hợp nhất và yêu thương nhất có thể. Các bạn có rất nhiều sự giúp đỡ hơn các bạn nhận thấy. Từ những trạng thái tinh thần tự nhiên, tất cả các con đường đều dẫn về Thượng Đế. Trên 80% vũ trụ gửi đến các bạn những ý nghĩ và năng lượng yêu thương. Trên thế giới của các bạn, mọi thứ đã bị đảo ngược. Xấp xỉ 80% dân số của các bạn đã đang sống trong sự sợ hãi và bóng tối, trong khi chỉ 20% có những sự quan tâm tốt nhất của các bạn trong trái tim. Nhìn thấy những khó khăn trong việc giải phóng khỏi các ảo ảnh của mật độ 3, các bạn đã yêu cầu sự giúp đỡ và đó là lý do cho số lượng tăng lên nhiều hơn bao giờ hết. Các linh hồn đến trái đất để giúp các bạn thức tỉnh. Những đứa trẻ giác ngộ, hội đồng ngân hà, các nhóm của chúng tôi và những nhóm khác sẽ tiếp tục ở đây để trợ giúp các bạn. Tất cả những thứ các bạn cần làm là yêu cầu và chúng tôi sẽ trao cho các bạn sự sáng suốt và lời khuyên của chúng tôi. Việc các bạn đã bị hấp dẫn bởi cuốn sách này là một dấu hiệu cho thấy các bạn muốn kết nối với chúng tôi theo cách này. Như đã nói nhiều lần bởi những người hướng dẫn tinh thần của người nhận thông điệp này và những kênh kết nối khác, chúng tôi sẽ không và không thể làm tất cả mọi thứ cho các bạn, nhưng chúng tôi có thể chỉ ra cho các bạn phương hướng đúng và giúp xua tan các rào chắn và các vật cản đối với sự tăng trưởng linh hồn và hạnh phúc của các bạn. Hội đồng ngân hà, những anh em trắng cao cả và các phẩm cấp thiên thần. Nếu tất cả các bạn đã dựa vào những người Draconis, Orion, Sirius và dạng vật lý khác, các thực thể Astro và Ether trong những sự thay đổi của trái đất, các bạn sẽ có sự chứng minh là đúng cho cảm giác thất vọng của các bạn. May mắn là sự an bài thứ bảy mang đến sự cho phép của việc can thiệp trực tiếp bởi các lực lượng ánh sáng cao hơn từ các thế giới thiên thể và các thế giới thượng đế. Những sinh mệnh này từ mật độ 5 và cao hơn đã từ lâu vứt bỏ các trò chơi của tỉnh hai mặt. Họ không ở đây để đánh nhau với bóng tối hay để cứu các bạn khỏi bất cứ cái gì. Họ ở đây để giúp các bạn thức tỉnh.
thứ duy nhất mà có thể thực sự cứu các bạn khỏi các hậu quả khó chịu. Họ đã được cho phép vô hiệu hóa các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí neutron và vũ khí điện tử khi chúng đe dọa hủy diệt tất cả các dạng sống trên thế giới của các bạn, hay khi chúng có vẻ làm mất ổn định hệ thống lưới của trái đất, hay đe dọa làm mất ổn định các thế giới astro và ether xung quanh trái đất, hay khi chúng đe dọa phá vỡ các trường điện tử của các hành tinh hàng xóm. Các mật độ thấp từ 4 trở xuống là các thế giới của tính hai mặt của ánh sáng và bóng tối, của tốt và xấu. Khi các bạn đạt tới mật độ 5, các bạn nhận ra tất cả là thượng đế và bóng tối chỉ là sự thiếu vắng của ánh sáng hay thiếu vắng của sự giác ngộ. Có phải điều này có nghĩa là những sinh mệnh mật độ 5 và cao hơn chỉ ngồi đó và chơi đàn cả ngày? Khác xa điều đó, chúng tôi trong các thế giới cao hơn phát hiện tình trạng trên trái đất là thách thức lớn nhất. Tự do ý chỉ là một năng lượng khó khăn để làm việc cùng. Chúng tôi phải biết chính xác can thiệp và bao nhiêu là để lại cho các bạn từ xoay sở. Nó đòi hỏi một hành động của Thượng Đế, sự an bài thứ bảy, để cho phép chúng tôi vô hiệu hóa các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt của các bạn. Thậm chí, ở tầm mức tiến hóa của chúng tôi cũng không thể làm quyết định để can thiệp vào tự do ý chí của các bạn ở mức độ nào đó. Đối xử với các nhóm ngoài hành tinh và các nhóm thiên thần hạ xuống mà hiện đang ảnh hưởng đến trái đất của các bạn cũng là một công việc đòi hỏi phải tinh tế. Chúng tôi không chỉ giải quyết với tự do ý chí của các bạn, mà còn phải giải quyết với tự do ý chí của những linh hồn ngoài hành tinh và những linh hồn thiên thần này. Một trong số họ cần phải có trải nghiệm linh hồn về điều xảy ra khi họ trở thành các đạo sư, guru, những bậc thầy hướng đạo và dẫn các đệ tử của họ đi lầm đường. Chúng tôi đã không muốn lấy đi của họ bài học linh hồn đó. Cùng khi đó, nếu việc học bài học linh hồn với phí tổn là toàn bộ hành tinh, thì có lẽ họ cần phải bị thúc một cuộc trò trong một hướng khác. Có phải các bạn đang bắt đầu nhìn thấy một số những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt? Từ nhận thức của các bạn khá là quan trọng để biết một số những diễn viên trong các mật độ cao. Như vậy, hãy để chúng tôi soi sáng tâm trí các bạn về mặt này. Chúng tôi cố gắng để kiềm chế trong việc lặp lại quá nhiều các thông tin đã được đưa ra trong phần trước. Nói rõ hơn về hội đồng ngân hà. Nhóm linh hồn này bao gồm tập hợp lớn nhất của những người giúp đỡ trong các mật độ cao hơn của trái đất, có trên 1.000 hệ thống sao trong vùng này của thiên hà liên quan trong hội đồng ngân hà. Những cơ quan đầu não của GC là ở hệ thống sao Asuon, nơi hội đồng cao cấp của GC tụ họp với nhau. Lưu ý rằng họ không tự gọi mình là hội đồng ngân hà hay bất kỳ một cái tên thông thường nào trên thế giới của các bạn. Những tên gọi này chỉ là cho sự thuận tiện của các bạn. Họ đơn giản tự biết mình là các đại sứ của ánh sáng trong sự phụng sự cho Thượng Đế duy nhất và là tạo hóa thực sự của tất cả là như vậy. Hội đồng cao cấp Asuon bao gồm các sinh mệnh mật độ 9 trong năm các nhóm khác nhau của GC và xác định các nhiệm vụ và trách nhiệm của họ. Một lần nữa, GC không phải là một tổ chức có thứ bậc, nhưng họ làm những người trong nom mà trợ giúp cho những người ở một tầm mức thấp hơn của sự hiểu biết. Có rất nhiều nhóm bên trong GC và chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những tên gọi thông thường trên trái đất. Như vậy, các bạn có thể đặt họ vào một nhận thức thích hợp. Các bạn có Great White Brotherhood, những anh em trắng cao cả, và tất nhiên là không trắng và cũng không bao gồm toàn những linh hồn nam giới. Họ là một nhánh mật độ 8 của GC. Các bạn có Asta Common, đội quân Asta,
một nhóm tương đối nhỏ của các linh hồn làm việc với trái đất và với vài hành tinh khác. Họ chủ yếu ở mật độ 7. Các bạn có một nhóm thường được gọi là Solar Crust, chữ thập mặt trời, và ban đầu gồm cả các thành viên của Great White Brotherhood và của cả Asta Common. Các bang có các hội đồng Andromeda và liên kết với GC và có một số trách nhiệm trùng nhau. Họ biến động từ mật độ 7 đến mật độ 9. Các bang có các hội đồng cao cấp của Draconis, chủ yếu là mật độ 7. Họ hiện gia nhập GC ngay khi đã nắm đủ ánh sáng để điều hòa với các nguyên tắc của tình yêu và sự phụng sự của GC. Các bang có các hội đồng cao cấp của những người Pleiades. Các bang có các đại sứ từ Antares. Các bang có các thành viên từ Alpha Centaurus và Tau Ceteus. Có những nhóm liên quan có giá trị để đề cập tới. Các bang có những người Arcturus, biến động từ mật độ 5 đến mật độ 9. Những người đã tình nguyện trợ giúp GC trong việc hoàn thành các mục tiêu của họ. Các bang có các bậc thiên thần Elohim và Metatron. Mà ở mật độ 7 và mật độ 8, các bang có các phẩm cấp của Enoch và Melchizedek. Mà biến động từ mật độ 7 đến mật độ 9, các bang có các tổng thiên thần vĩ đại. Mà ở mật độ 8, các bang có phẩm cấp Isis, mà đã kết hợp với các hội đồng cao cấp của Sirius A. Họ là các linh hồn mật độ 8 đại diện cho những người tốt nhất và sáng nhất của chòm sao Sirius. Các bang có phẩm cấp của Thor là những người Pleiades mật độ 7. Trong năm, các nhóm đơn lẻ trên trái đất của GC là chúa Sananda, một sinh mệnh ánh sáng mật độ 8, mà là linh hồn tối cao của một người mà các bạn đã biết đến là Jesus Christ. Các bạn có phức hợp hồn Phật, cũng được biết đến là Di Lặc, Maitreya, những người là các vị thầy đã thăng lên ở mật độ 8. Đừng nhầm lẫn với những kẻ mạo danh khác nhau sử dụng tên đó. Các bạn có 7 tổng thiên thần nổi tiếng là các sinh mệnh ánh sáng mật độ 8. Các bạn có những vị thầy yogi vĩ đại, bao gồm Babaji, một sinh mệnh ánh sáng mật độ 9. Bên trên GC, trong khung cảnh mở rộng của tư tưởng, các bạn có nhóm các phức hợp hồn mật độ 10 của mặt trời trung tâm của thiên hà, nhóm các phức hợp hồn mật độ 11 của mặt trời trung tâm vĩ đại của vũ trụ này, và nhóm các phức hợp hồn mật độ 12 mà có khả năng du hành đến các vũ trụ kế tiếp nhau. Họ là những người được biết đến như những thượng đế tạo hóa, và chúng tôi tư tưởng đến thông qua người nhận thông điệp này là một phần của năng lượng và tần số của mật độ 12 đó. Xin nhắc lại, chỉ một mảnh nhỏ của tư tưởng chúng tôi là có thể đến thông qua người nhận thông điệp này, và chúng tôi đã hạ tầng từng bậc mảnh nhỏ đó xuống đến mật độ 7 nhằm để kết nối với tâm trí cao hơn của người nhận thông điệp này bằng ngôn ngữ nói. Như vậy, các bạn sẽ nhận thấy rất ít thông tin trong cuốn sách này liên quan đến các thế giới của Thượng Đế. Các mật độ từ 10 đến 12, ngôn ngữ của các bạn là hoàn toàn không thích hợp để mô tả các thế giới của Thượng Đế. Và làm như vậy sẽ khiến cho giá trị của điều này bị giới hạn đi rất nhiều. Tuy thế mà, các bạn có cả cái tôi mà cứ trụ trong những chiều kích này, và các bạn cuối cùng cũng sẽ trở nên hiểu biết về những cái tôi này khi các bạn tiến hóa. Một nhắc nhở cuối cùng trước khi chúng tôi tiếp tục, chúng tôi không nói gì. Người nhận thông điệp này không nói gì, và bất kỳ một thành viên nào của GC cũng không nói gì. Và vấn đề này nên được tiếp nhận mà không có một thành kiến tư tưởng nào. Mặc dù chúng tôi có cái mà các bạn gọi là một sự mở rộng tư tưởng khổng lồ và truy cập vào nhiều nguồn thông tin mà các bạn không thể do bởi sự giới hạn của ngôn ngữ của các bạn.
và các giới hạn của sự kết nối ngoại cảm với người nhận thông điệp này, chúng tôi không thể vào bất cứ lúc nào khẳng định 100% sự chính xác trong bất kỳ thứ gì chúng tôi nói hay miêu tả cho các bạn. Các bạn phải sử dụng sự sáng suốt bên trong của mình để nhìn thấy những phần của thông điệp này mà cảm thấy là đúng đối với các bạn và những phần nào là không. Bất kỳ sinh mệnh giác ngộ nào có sự quan tâm nhất của các bạn trong trái tim sẽ nhắc các bạn về sự sáng suốt. Chúng tôi đã nhìn thấy quá nhiều linh hồn bị lừa dối bởi những thông điệp nghe có vẻ cao quý được đưa ra bởi những kẻ lừa đảo để chiếm lấy vấn đề này một cách hời hợt. Hết cả mong đời, phần chính yếu trong thông điệp của chúng tôi là làm vững thêm những điều mà các bạn đã học được qua các người nhận thông điệp khác và qua những lời dạy khác. Hy vọng rằng với sự giải thích lớn hơn cả những thứ các bạn đã tìm thấy trước đây, mục đích của chúng tôi trong việc trao những nội dung này là để giúp các bạn hiểu điều các bạn và hành tinh của các bạn đang trải qua và để trợ giúp các bạn trong quá trình thức tỉnh. Các tên gọi của các thực thể có giá trị giới hạn, trong khi các dấu hiệu năng lượng như người nhận thông điệp này gọi chúng là mục đích lớn hơn. Tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ có một rung động độc nhất vô nhị và sẽ rất có lợi cho các bạn để học cách làm sao ghi nhận được các cá nhân và các nhóm đã đề cập bên trên. Họ ở đây để giúp đỡ, họ yêu các bạn, họ thương các bạn, chúng tôi yêu và thương các bạn. Mặc dù chúng tôi có một tư tưởng khổng lồ, chúng tôi sẽ không phải luôn là những người tốt nhất để trợ giúp trong các hoàn cảnh khác nhau trong cuộc đời của các bạn. Mỗi một sinh mệnh và nhóm sinh mệnh có một chức năng cụ thể, đó là yêu cầu đặt ra dành cho các bạn để yêu cầu sự giúp đỡ từ nhóm thích hợp cho công việc thích hợp. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nói với các bạn một số những trách nhiệm chính của mỗi một sinh mệnh hay nhóm sinh mệnh mà chúng tôi đã đề cập bên trên. Các thiên thần, tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên. Có trên 1 triệu sinh mệnh từ các thế giới thiên thể đang trợ giúp loài người vào thời gian này. Như các bạn biết, các bạn phải yêu cầu sự giúp đỡ của họ và mở rộng nhận thức đối với sự hướng dẫn của họ. Chúng tôi sẽ sử dụng sự tương tự của hồ cát một lần nữa để minh họa vai trò của những người hướng dẫn tinh thần. Trái đất giống như một bãi lầy đầy những cát lún. Con người trên trái đất ở hầu hết mọi nơi đang chìm trong cát lún và đang vùng vẫy tay và chân một cách điên cuồng trong một cố gắng tuyệt vọng để thoát ra. Những sinh mệnh từ các thế giới cao hơn đang đứng trên bờ với sợi dây trong tay, đang hướng dẫn con người làm thế nào để nắm lấy sợi dây và tự kéo mình ra khỏi bãi lầy. Họ dạy cách thức để con người tự thoát ra. Họ gửi rất nhiều tình yêu, tình thương và sự khuyến khích. Nói một cách khác, họ vừa là huấn luyện viên, vừa là hoạt náo viên. Một số người đang cầu khẩn các thiên thần, các tổng thiên thần, các vị thầy đã thăng lên, nhảy vào bãi lầy. Như thế họ sẽ được cứu thoát, thay vì họ phải nắm lấy đầu sợi dây. Cái mà họ không nhận ra là nếu các sinh mệnh thần thánh nhảy vào bãi lầy, họ cũng có thể bị bắt lại trong đám cát chảy. Thêm nữa, nó có thể là một bài học linh hồn rất tốt. Khi những con người đang vật lộn kia học cách làm sao để thoát ra ngoài an toàn với một sợi dây, thậm chí nếu các sinh mệnh thần thánh có thể nhảy vào bãi lầy một cách an toàn và cứu thoát con người, nó có thể lấy đi của họ trải nghiệm linh hồn cần thiết. Sự tương tự này có thể được tổng kết bằng một thành ngữ phổ biến: dạy một người cách câu cá thay vì đưa con cá cho y và rồi y sẽ ăn hết nó. Một khía cạnh quan trọng khác của sự giúp đỡ từ các thế giới cao hơn liên quan đến việc là điều này có thể không luôn luôn xuất hiện theo cách thức mà bạn nghĩ. Hãy xem xét câu chuyện của một người đang chìm trong một cơn lũ.
anh ta đã học được cách để tin vào Thượng Đế theo trí tưởng tượng của anh ta về Thượng Đế, và do đó ngoảnh mặt làm ngơ với một chiếc thuyền, một chiếc máy bay và một con tàu cứu hộ. Khi họ đến cứu anh ta, các anh cứ đi trước đi, anh ta hét lên, Thượng Đế đang đến để cứu tôi. Khi anh ta chìm xuống nước, anh ta trở nên giận dữ với Thượng Đế. Tại sao ngài lại để tôi chết chìm? Ngài đã nói là ngài sẽ đến cứu tôi. Thượng Đế bình thản trả lời, ta đã gửi một con thuyền, một chiếc máy bay và một con tàu cứu hộ đến cho anh. Anh còn cần thêm cái gì nữa? Mặc dù hầu hết các bạn đã quen thuộc với những câu chuyện này, cũng như rất nhiều những câu chuyện khác trong các tài liệu tôn giáo và các bài viết cảm hứng của các bạn, nó vẫn có vẻ rơi trở lại vào các hệ thống niềm tin xưa cũ về cái cách mà các bạn nghĩ về việc cứu giúp của các sinh mệnh cao hơn. Một điều vui thích mà chúng tôi được nghe nhiều lần rằng, tôi đã vùng vẫy đủ lâu rồi, xin hãy mang điều đó đi giùm tôi. Khi một linh hồn đạt đến điểm đó, sự hàn gắn hầu như đã hoàn tất. Chỉ còn một chút cần thiết là bị bao vây bởi bạn ngã. Đã được lột bỏ để trở nên hoàn toàn trống không, linh hồn vùng vẫy trở nên tĩnh lặng và dễ tiếp thu, đã hết các cách chữa trị, một cách chữa trị mà anh ấy đã không tìm kiếm trước đây, mà đã sẵn sàng sẽ truyền xuống cho anh ta, cuối cùng cũng đã giúp anh ta vượt lên bạn ngã. Những người giúp đỡ thần thánh này chờ đợi con người đến khi tâm trí của họ tĩnh lặng và trái tim của họ dễ dàng tiếp nhận. Họ sẽ đến một cách dịu dàng nhắc nhở các bạn về cái mà các bạn đã quên mất, rằng các bạn luôn luôn vô tư, tự do và không bị giới hạn, và các bạn đang đơn giản có một giấc mơ về sự chia rẽ. Nỗi sợ hãi và sự cô đơn, họ nhắc nhở các bạn là ý tưởng của bạn ngã về cái tôi là một ảo ảnh, và nó thật phù phiếm khi các bạn dành cả đời mình để tìm kiếm sự tán thành từ những người khác, hay cố gắng bám lấy những thứ mà các bạn nghĩ là bản thân mình có, vì sợ rằng một ai đó sẽ tước đoạt nó khỏi tay các bạn. Các thiên thần, tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên chỉ dạy bằng sự minh họa. Trong một vài lần tái sinh khi họ đến trái đất và có thể nhớ lại được công việc của họ trong các đời trước, họ trao sự sản xuất đó từ thế hệ này sang thế hệ kia, và thậm chí điều đó thường gây sự sai lệch. Một số thứ vẫn tiếp tục tồn tại, chúng là các câu chuyện trong các tài liệu tôn giáo của các bạn. Tất cả đều chứa một vài hạt giống của trải nghiệm nguyên thủy, cho dù có rất nhiều sự sai lệch trong đó. Họ dạy rằng tất cả là một, và rằng các bạn có thể nhớ lại sự nhất thể của các bạn. Họ dạy rằng nếu họ có thể làm được thì các bạn cũng có thể làm được. Họ không bịa đặt ra nó và không cung cấp cho các bạn những lời lẽ mơ mộng hão huyền mà không có thực chất. Nếu các bạn bắt gặp một người nhận thông điệp nào mà làm việc với những sinh mệnh chỉ nói suông và không có thực chất, họ thực sự không phải là các sinh mệnh giác ngộ. Một người giác ngộ trong các thế giới thần thánh không chỉ truyền cảm hứng cho các bạn, họ trao quyền cho các bạn và khuyến khích các bạn tự suy nghĩ, và nếu cần thiết đi ngược với ý muốn, họ dạy rằng việc phản kháng không có vấn đề gì, bao lâu nó không dẫn đến sự tức giận và sự phản xét không mong đợi. Với toàn bộ tình yêu và tình thương, họ thực hành sự phản kháng phi bạo lực mà không giống với sự thụ động khi tái sinh trên trái đất. Những người giúp đỡ thân thánh nhanh chóng nhắc nhở các học trò của họ rằng họ là ngang bằng với các vị thầy đã thăng lên trong mọi phương diện. Các thiên thần và tổng thiên thần không phải là siêu việt đối với các linh hồn trên trái đất. Xét đến cùng, mọi thứ không phải là tốt hơn trên thiên đàng so với trên trái đất, nhưng có lẽ sẽ là dễ dàng hơn cho họ để giữ được bản chất, bởi vì họ không có những thách thức liên tục tồn tại như trên trái đất.
Họ cực kỳ tôn trọng linh hồn con người. Họ xem đó như là một hành động can đảm khi tái sinh trên thế giới này. Chúng tôi trong các thế giới cao hơn đã chưa bao giờ có một thân thể vật lý trong các nơi mật độ thấp. Và trong khi chúng tôi có một lượng kiến thức và sự sáng suốt khổng lồ về vũ trụ và sự tiến hóa linh hồn, chúng tôi không thể sống các cuộc đời thay cho các bạn. Chức năng chính của chúng tôi là trao cho các bạn bức tranh lớn hơn. Như vậy sẽ là dễ dàng hơn để bạn tự giải phóng mình khỏi các ảo ảnh hàng ngày của cuộc sống trên trái đất. Thông qua việc kết nối với nhiều người nhận thông điệp của chúng tôi giúp mang các bạn lại với nhau, cùng với các thành viên gia đình hồn mở rộng và những người khác thích hợp với các bạn. Gia đình hồn của các bạn trên trái đất khi họ đến cùng nhau sẽ thể hiện ra là một lực lượng mạnh mẽ, có khả năng tạo ra một sự diễn tả mới kỳ diệu của sự thần thánh. Trong những năm sắp tới trên trái đất, nhiều người trong các bạn sẽ tìm thấy các thành viên gia đình hồn của mình, những người đang trong dạng thân thể con người. Tất nhiên, các bạn sẽ vẫn được hướng dẫn từ các thế giới cao hơn bởi những thành viên gia đình hồn khác. Những người đã lựa chọn không đến trái đất, cuối cùng gia đình vũ trụ và gia đình hồn trên trái đất của các bạn sẽ hợp nhất. Và các bạn sẽ không bao giờ và bất kỳ lúc nào phải trải nghiệm sự cô đơn một lần nữa. Nhiều người trong các bạn đã hỏi làm sao tôi có thể kết nối với sự hướng dẫn của các thiên thần, các tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên. Làm sao tôi biết đó thực sự là sự hướng dẫn của họ? Người nhận thông điệp này và những người khác đã dạy nhiều phương pháp khác nhau để mở các đường kết nối. Nhưng điều đó thực sự khá là đơn giản để nói với những người hướng dẫn của các bạn. Lưu ý là chúng tôi không nói nó là dễ dàng khi mà các bạn đang cố gắng để vượt qua rào cản tần số. Điều mà vẫn còn là một chút khó khăn đối với các bạn. Bắt đầu với một lời kêu gọi đơn giản. Tôi kêu gọi sức mạnh và sự hiện diện của tên của sinh mệnh mà bạn kêu gọi. Xin hãy đến đây, tên của sinh mệnh yêu dấu. Xin hãy ban sự sản xuất cho tôi. Xin cảm ơn, tên của sinh mệnh yêu dấu. Sau đó, hít thở thật sâu, thư giãn và làm sạch tâm trí của các bạn, trở nên cởi mở và dễ tiếp thu. Trước tiên, các bạn có thể không nhận thấy điều gì khác thường. Nhưng nếu các bạn tiếp tục làm như vậy, cuối cùng các bạn sẽ nhận ra câu trả lời. Nó có thể được nghe thấy, có nghĩa là các bạn thực sự nghe thấy giọng nói trong đầu của các bạn. Hay nó có thể đến dưới dạng năng lượng được tải vào tâm trí cao hơn, như là các ý tưởng mới bất thình lình rơi vào ý thức của các bạn. Các bạn càng thực hành kết nối với những người hướng dẫn tinh thần, các bạn càng có cơ hội thành công trong việc trở nên hiểu biết về sự hiện diện của họ. Họ dễ dàng để hiểu được các bạn, bởi vì họ ở ngoài các màn trắng. Tuy nhiên, các thông điệp của họ sẽ có thể trở nên sai lệch khi chúng được lọc qua các rào cản giữa các chiêu kích của họ và các chiêu kích của các bạn. Tất cả các thông điệp lấy qua kênh kết nối đều được lọc qua họ và được nhuộm màu bởi nền tảng kiến thức cụ thể, phong cách riêng và những thiên kiến riêng của người nhận thông điệp đó. Khi chúng tôi, các đấng sáng tạo, lựa chọn một người nhận thông điệp, chúng tôi tính toán khả năng có thể xảy ra là thông điệp sẽ bị méo mó theo cách thức sao cho ý nghĩa và mục đích cơ bản phải được giữ nguyên vẹn. Nói chung, chúng tôi chọn các linh hồn được định hướng khoa học mà đã có những trải nghiệm tâm linh và đang tìm kiếm để đồng nhất các thế giới tâm linh và khoa học với nhau. Các thiên thần, tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên có một tiêu chuẩn dao động nhiều trong việc lựa chọn các linh hồn để trao gửi thông tin. Nhiều trong số những người được lựa chọn đã không chấp nhận làm kênh kết nối. Và như vậy, những người này đã không nghe thấy lời kêu gọi
và những người nhận thông điệp tiềm năng khác được lựa chọn để thay thế. Có xấp xỉ 10.000 người nhận thông điệp kết nối với các thế giới thần thánh, cùng với vài nghìn người kết nối với các nhóm ngoài hành tinh, bao gồm hội đồng ngân hà, rồi có khoảng 100.000 người chưa kích hoạt việc kết nối với các thế giới cao hơn, nhưng đã được truyền cảm hứng bởi các thiên thần như cách gọi trên các phương tiện truyền thông của các bạn. Rồi có một nhóm lớn con người tin vào các vị thần, gần 1 tỷ linh hồn nhưng chưa có được trải nghiệm trực tiếp. Chúng tôi, các đấng sáng tạo, có 22 người nhận thông điệp hiện nay trên trái đất. Không phải tất cả họ gọi chúng tôi bằng cái tên đó. Một số gọi chúng tôi là các chúa sáng tạo, hay những người chăm sóc, hay một số tên khác. Xét đến cùng, tên gọi không là vấn đề gì cả, và cũng không thể hiện tầng thứ rung động. Cái ý tưởng về các tầng thứ chỉ thích hợp cho tâm trí có ý thức của các bạn để phân loại và giúp các bạn nhận thức sâu sắc hơn. Nhưng cuối cùng các tầng thứ sẽ trở nên không thích hợp. Chất lượng của nguồn năng lượng là phần quan trọng nhất trong việc kết nối với các sinh mệnh thần thánh. Nếu các bạn không cảm thấy một chất lượng cao của tình yêu, tình thương và sự phục vụ, thì chắc chắn là các bạn không thực sự kết nối được với các sinh mệnh thần thánh. Nhiều linh hồn mặc đồ bổn từ các thế giới khác sẽ công bố rằng họ là các sinh mệnh thần thánh nhằm để thu hút thính giả hay để làm việc với con người một cách trực tiếp hơn. Với việc thực hành thường xuyên việc kêu gọi sự giúp đỡ của các sinh mệnh cao hơn, các bạn sẽ học được cách để ghi nhận khi những kẻ giả mạo đang lảng vảng xung quanh mình. Chúng tôi không nói điều này để làm các bạn sợ hãi, chỉ để giúp các bạn sáng suốt hơn. Có một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì nó liên quan đến thách thức lớn nhất của chúng tôi trong việc kết nối với các bạn, và đó là vấn đề tự do ý chí. Liệu sinh mệnh mà đang có mong muốn kết nối với các bạn có hiểu và tôn trọng tự do ý chí của con người hay không? Liệu họ có tìm cách trao quyền cho các bạn để các bạn tự làm ra quyết định của chính mình, và để từ các bạn tự suy nghĩ hơn là trao cho các bạn các câu trả lời dễ dàng? Nếu các bạn phát hiện thấy bản thân mình trở nên phụ thuộc vào một người hướng dẫn tinh thần nào đó để có các câu trả lời, thì có nghĩa là có điều gì đó không ổn. Chắc chắn chúng tôi trong các thế giới cao hơn sẽ đưa đến cho các bạn sự sáng suốt. Nhưng chúng tôi cũng sẽ khuyến khích các bạn áp dụng nó trong các cuộc sống riêng của các bạn và kiểm tra lại tất cả mọi thứ mà chúng tôi nói. Hãy thử lỗi cho chúng tôi khi điểm lại một cách tóm tắt trách nhiệm của các bạn trong việc thực hành sự sáng suốt.